Liên quan đến tình hình chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tiến công mới và gia tăng sức ép lên mọi mặt trận. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu mới nhất rằng Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng tiến công mới bằng các lực lượng mà nước này có thể huy động. Đối phương đang gia tăng sức ép lên Bakhmut, Soledad và các mặt trận khác và họ đang muốn gia tăng sức ép trên quy mô lớn hơn. Ông Zelensky cho rằng Nga đang triển khai thêm nhân lực và thiết bị quân sự và cuộc giao tranh tại các mặt trận ở Ukraine. Ông Zelensky kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác để ngăn chặn các động thái mới của Nga. Ông Zelensky tuyên bố ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại của Ukraine là đẩy nhanh tốc độ thực hiện tất cả các thỏa thuận của Ukraine với các đối tác. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đang cần các xe tăng hiện đại để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Người đứng đầu Ukraine thẳng thắn chia sẻ, không chỉ dừng lại ở khoảng 5, 10 hoặc 15 xe tăng, nhu cầu của Ukraine lớn hơn thế. Trước đó, tại cuộc họp của Hiệp hội Các phòng Thương mại Quốc gia NASC ở Florida, Mỹ hôm 23 tháng 1, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi số vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho Ukraine. Giới chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky, gần đây xác nhận tình hình ở mặt trận miền Đông, đặc biệt là ở thành phố Bakhmut vô cùng khó khăn. Song lực lượng Ukraine đang nỗ lực để giữ vững phòng tuyến. Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Slovians, các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Với Ukraine. Bakamut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây. Nhiều chuyên gia nhận định chiến sự ở Bakamut có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nga đang có ưu thế về lực lượng và hòa lực ở đây nhờ có sự bổ sung từ mặt trận Kherson. Theo đánh giá của giới tình báo Đức, cả Nga và Ukraine tìm cách kiểm soát thành phố Bakhmut chiến lược suốt vài tháng qua, nhưng tình hình không khả quan cho Kiev. Họ cảnh báo nếu Nga kiểm soát Bakhmut, Ukraine sẽ phải gánh những hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công trong bối cảnh chính giới và dư luận trong nước bị sốc bởi các vụ xả súng hàng loạt liên tiếp xảy ra tại bang California và vụ xả súng mới nhất tại Washington. Trong tuyên bố Tổng thống Biden nêu rõ, bạo lực súng đạn trên khắp nước Mỹ đòi hỏi chính giới phải hành động mạnh mẽ hơn. Ông kêu gọi cả hai viện Quốc hội hành động nhanh chóng và chuyển dự luật lệnh cấm vũ khí tấn công này tới bàn của tôi, đồng thời hành động để đảm bảo an toàn cho các cộng đồng trường học, nơi làm việc và các gia đình tại Mỹ. Sau các vụ xả súng mới nhất tại Mỹ, một nhóm thượng nghị sĩ đã đệ trình dự luật lệnh cấm vũ khí tấn công liên bang và luật sẽ nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua vũ khí tấn công lên 21 tuổi. Vừa qua, khoảng 10 tài liệu bí mật đã được luật sư của cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát hiện trong nhà của chính trị gia này ở thành phố Camel, bang Indiana. Các tài liệu đã được bàn giao cho Cục Điều tra Liên bang FBI. Cơ quan này cùng với các nhân viên Bộ Tư pháp đang nghiên cứu nội dung của tài liệu và cách chúng đến được nhà ông Pence. Mức độ bí mật của số tài liệu này hiện vẫn chưa được xác định. Nhóm của ông Pence có kế hoạch thông báo cho Quốc hội về phát hiện này Ông Pence từng làm phó tổng thống trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump từ năm 2017 đến năm 2021. Theo đại diện của ông Pence, sau khi các tài liệu mật được tìm thấy ở nhà tổng thống Biden, ông Mike Pence đã thận trọng nhờ người đánh giá các tài liệu tại nhà mình và kết quả là một số tài liệu được cho là có khả năng bao gồm thông tin nhạy cảm hoặc thông tin mật. Vị chính trị gia đã ngay lập tức cất các tài liệu này vào kết có khóa. Sau đó, các nhân viên FBI đã tới nhà ông ở bang Indiana thu hồi các tài liệu này. Quay trở lại các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Những ngày gần đây, việc viện trợ chiến tăng cho Ukraine đang trở thành câu chuyện nóng được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nghị sĩ Đức đã chỉ trích quyết định cấp xe tăng Leopard 2 cho chính quyền Ukraine, cho rằng động thái này có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra thế chiến 3. Người đứng đầu phe cánh tả trong Quốc hội Đức, ông Dietmar Bars, đã chỉ trích quyết định của chính phủ Đức về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho chính quyền Ukraine. Ông Bars cho rằng điều đó có khả năng đưa nhân loại đến gần hơn với chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Bars mô tả quyết định của chính phủ Đức là nguy hiểm. Ông cho rằng việc cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard vi phạm một điều cấm kỵ khác, đang đưa chúng ta đến gần hơn với chiến tranh thế giới thứ ba, chứ không phải hòa bình ở châu Âu, Ông Barnes cảnh báo, sau khi kêu gọi cấp xe tăng chiến đấu, chính quyền Ukraine sẽ tiếp tục kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu. Cùng ngày, ông Tino Trupala, chủ tịch đảng sự lựa chọn vì nước Đức, cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của chính phủ Đức về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine, mô tả quyết định này là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Theo ông Trupala, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang đặt sự an toàn của Đức và công dân nước này vào tình thế nguy hiểm. Vài tháng qua, Đức đối mặt với sức ép lớn từ các đồng minh NATO về việc cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine. Berlin tuần trước phát đi tín hiệu rằng họ chỉ đồng ý viện trợ xe tăng Leopard khi Mỹ chuyển xe tăng M1 Abram cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó nói rằng họ chưa thể cung cấp Abram do khí tài này đắt đỏ, khó bảo dưỡng và khó vận hành. Đức có 320 xe tăng Leopard, nhưng không tiết lộ bao nhiêu chiếc trong số đó ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Leopard 2 là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực với tầm hoạt động khoảng 500 km. Loại vũ khí này được đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 1979 và có tốc độ tối đa 68 km/h. Ngoài nòng súng trơn 120 mm làm vũ khí chính, Leopard 2 còn được trang bị hai cây súng máy hạng nhẹ đồng trục, nga cảnh báo nếu Đức chuyển xe tăng cho Ukraine Moscow buộc phải đáp trả trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang ở mức tương đối thấp. Trong một diễn biến khác, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang sản xuất nhiều gấp 3 lần số lượng tên lửa do Mỹ sản xuất cho các hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp với tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov rằng: "Tôi đã nói rằng Mỹ đang sản xuất tên lửa cho các hệ thống Patriot" Chúng tôi sản xuất nhiều gấp 3 lần số tên lửa đó. Theo tổng thống Putin, sản lượng tên lửa phòng không Nga có thể so sánh với quy mô toàn cầu. Ông Putin nói thêm, đối với tên lửa phòng không nói chung, tùy theo các mục đích khác nhau, khối lượng sản xuất của Nga có thể tương đương với khối lượng sản xuất trên toàn thế giới. Các hệ thống này hiện đại và đáng tin cậy, chúng đều hoạt động tốt. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sở hữu hệ thống phòng không hàng đầu thế giới. Trước đó ngày 20 tháng 1, mạng xã hội bắt đầu đăng tải các bức hình và video cho thấy những khí tài được cho là hệ thống tên lửa phòng không Panzer S1 được lắp đặt trên mái nhà của một số tòa nhà ở thủ đô Moscow, đặc biệt là trên nóc Bộ Quốc phòng Nga. Cùng ngày, có thông tin cho rằng các hệ thống phòng không đã được lắp đặt cách nơi ở của Tổng thống Putin tại Moscow 10 km. Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên. Trước đây không lâu, vào tháng 12 năm 2022, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov dự đoán Nga chỉ có đủ kho dự trữ tên lửa cho từ 3 đến 4 cuộc tấn công quy mô lớn nữa vào Ukraine, sau đó Moscow sẽ hết tên lửa. Tuy nhiên, ông Danilov cho biết Nga vẫn còn tên lửa S-300 trong kho vũ khí để tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine. Giới chức Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa Nga đã cạn kiệt có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã tiến hành hơn 4.500 cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Ngày 24 tháng 1, tránh văn phòng nội các Ukraine cho biết 5 thống đốc vùng và 4 thứ trưởng các bộ của Ukraine sẽ từ chức trong bối cảnh một số vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui tại nước này. Các thống đốc vùng sẽ từ chức bao gồm những người đứng đầu vùng Dnipropetrovsk ở miền Trung, vùng Sunny phía đông bắc, các vùng Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam, cũng như khu vực xung quanh thủ đô Kiev. Chánh văn phòng nội các Ukraine cũng thông báo việc từ nhiệm của một số thứ trưởng quốc phòng, hai thứ trưởng bộ phát triển cộng đồng và vùng lãnh thổ và một thứ trưởng bộ chính sách xã hội. Ngoài ra, phó tránh văn phòng tổng thống Ukraine cũng nằm trong số các quan chức từ chức do dính líu đến một số vụ bê bối khi đương chức. Các thông báo từ chức nói trên được công bố sau khi một thứ trưởng bộ phát triển cộng đồng vùng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Ukraine bị cách chức vì tình nghi biển thủ công quỹ. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Biết. ông đang lên kế hoạch cải tổ chính phủ thời chiến của mình và chấn áp nạn tham nhũng. Thủ tướng Ukraine Denis Nihan đã cam kết sẽ chống tham nhũng mạnh mẽ hơn, cũng như tiến hành các cải cách cần thiết cho đất nước. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định cáo buộc tham nhũng khiến loạt quan chức Ukraine mất chức không liên quan đến hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ Washington dành cho Kiev. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết. Chính quyền tổng thống Joe Biden chưa nhận bất cứ báo cáo nào về hỗ trợ của Mỹ liên quan tới cáo buộc tham nhũng khiến loạt quan chức Ukraine mất chức. Ông Price khẳng định các nguồn cung và quỹ của Mỹ dành cho Ukraine được giám sát cẩn thận. Ông Price nói: "Chúng tôi đặc biệt coi trọng trách nhiệm của mình trong bảo đảm giám sát phù hợp mọi hình thức hỗ trợ mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine", song không nêu chi tiết về các hỗ trợ này. Các quan chức Mỹ trước đó đề cập rất ít về hoạt động giám sát hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông Price nhận định chiến sự Nga-Ukraine làm phức tạp thêm nỗ lực truy vết hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí cùng viện trợ kinh tế và nhân đạo mà Washington dành cho Kiev. Phát ngôn viên Price bày tỏ hoan nghênh những động thái nhanh chóng và quyết đoán của Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng những nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine trong phòng chống tham nhũng cũng như buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm khi không đáp ứng nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao phó. Trước khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, một số chuyên gia và quan chức Mỹ cho rằng tổng thống Zelensky chưa hành động quyết liệt hơn trong việc bài trừ tham nhũng